Bình Dương với lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển, đất và người Bình Dương luôn tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng của bạn bè quốc tế. Thành tựu đó không chỉ bởi kinh tế phát triển năng động, môi trường đầu tư thông thoáng, mà còn là vùng đất được biết đến với bề dày lịch sử, văn hóa phát triển rất phong phú, đa dạng, có nhiều nét chung hòa quyện vào lịch sử văn hóa phương Nam, nhưng vẫn giữ được những nét riêng rất độc đáo, tạo ấn tượng khó phai trong lòng mỗi người dân. Bình Dương còn là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng với nhiều di tích lịch sử nổi tiếng như địa đạo Tam Giác Sắt Tây Nam Bến Cát, sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến khu D và đặc biệt là nhà tù Phú Lệ được mệnh danh là địa ngục Trần gian. Nhà tù Phú Lệ không chỉ ẩn chứa nhiều đau thương, mất mát mà còn thể hiện lòng kiên định, ý chí kiên cường, bất khuất của những người chiến sĩ cách mạng, những người yêu nước kiên trung trước những âm mưu thâm độc của kẻ thù. Nhà tù Phú Lệ được chính quyền Bù Nhìn Ngô Đình Diệm xây dựng vào khoảng giữa năm 1957 để giam cầm, tra tấn những chiến sĩ cách mạng và những người Việt Nam yêu nước lúc bấy giờ. Với mưu đồ xâm lược miền Nam bằng các thủ đoạn Mỹ dân khủng bố đến các chiến dịch Tố Cộng, Diệt Cộng, Mỹ Diệm đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác trên khắp miền Nam nước ta. Để thực hiện thà bắt nhầm hơn bỏ sót, Mỹ Diệm đã dựng nhà tù, trại giam ở khắp nơi để giam cầm các tù nhân chính trị, các chiến sĩ cách mạng và những người Việt Nam yêu nước, trong đó có nhà tù Phú Lợi. Lúc đầu, nơi đây chỉ có một trại giam với số tù nhân khoảng 100 nam và 4 nữ. Đến cuối năm 1957, con số tù nhân đã tăng lên 3.000 người. Đến cuối năm 1958, số tù nhân bị giam cầm nơi đây đã tăng lên khoảng 6.000 người, trong đó có 1.000 tù nhân nữ. Chúng chia trại giam thành nhiều khu vực, khu hành chính, khu gia đình binh sĩ, khu an tri viện. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nghe nói đến vụ thảm sát Phú Lợi diễn ra vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 1958. Đó là đỉnh điểm tội ác mà Mỹ Diệm đã gây ra đối với những người bị giam cầm nơi đây. Ngày 30 tháng 11 năm 1958, theo thường lệ ngày Chủ nhật, tù nhân trại giam sẽ thực hiện chế độ ăn tươi, gồm bánh mì và các thức ăn khác. Ngoài số bánh mì cũ có tẩm thuốc độc, để đủ khẩu phần, chúng trộn lẫn bánh mì mới vào nhau và phát cho tù nhân. Nhiều tù nhân sau khi ăn xong bị ngộ độc, đau bụng, nôn ói, nằm co quắp. Hai ngày liên tiếp sau đó, số bệnh nhân nặng và chết ngày càng nhiều hơn. Những bệnh nhân nặng bị chuyển đi nhưng sau đó không thấy được chuyển lại Phú Lợi. Với tinh thần kiên cường, ý chí kiên định, đảng ủy, hoạt động bí mật trong trại giam đã quyết định đấu tranh công khai trực tiếp. Các tù nhân Phú Lợi cùng đứng lên đoàn kết đấu tranh, tung nóc nhà giam, phát loa phóng thanh kêu cứu trong ngày bi thảm, ngày 1 tháng 12 năm 1958. Nhờ đó, thông tin địch đầu độc tù nhân đã được lan truyền khắp nơi. Nhân dân ở các xã gần đó đã nổi dậy phối hợp với tù nhân ở Phú Lợi, đấu tranh tố cáo tội ác của Mỹ Diệm. Trước sức ép mạnh mẽ của dư luận quốc tế, đến năm 1964, nhà tù Phú Lợi không còn tồn tại. Hệ thống trại giam chuyển thành tiểu khu quân sự Mỹ Ngụy cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 30 tháng 4 năm 1975. Thăm lại Bình Dương, thành phố xanh trong bên bờ sông bé. Bình Dương hôm nay luôn là vùng đất của hội tụ. Thế và lực của Bình Dương hôm nay là kết quả phấn đấu kiên cường, năng động, sáng tạo không ngơi nghỉ của bao lớp cha anh qua các thời kỳ lịch sử. Đó là hành trang, là vốn liếng quan trọng để Bình Dương cất cánh trong thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu sớm trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp. Kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng của cha anh đi trước, thế hệ trẻ Bình Dương hôm nay nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương nói riêng đang ra sức học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo đủ năng lực và trí tuệ trên con đường hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng Bình Dương ngày càng giàu đẹp. Áo em
xanh xanh tình anh trẻ mãi. Đoàn cơ sở phòng tham mưu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương, đồng tác giả Trung úy Hoàng Văn Lân, Thiếu úy Hồ Minh Hiền, Thiếu úy Lương Văn Huy, Trung úy Lê Hữu Trác.